Ok, làm thế nào để có một cú smart dành cho những người học tennis cơ bản mạnh một cách kinh khủng khiếp? Thì trong chương trình dẻo của Tennis VNTA, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn chỉ có 3 kỳ thôi. Kỳ thứ nhất đó là bước free step. Kỳ thứ hai là chúng ta đưa vợt lên trên cao theo hình tam giác này. Kỳ thứ ba chúng ta đưa vai ra, kéo vợt ra sau. Lúc này này chỉ còn lại là tiếp xúc bóng ở phía trước mặt là xong. Vậy 3 kỳ quan trọng và kỳ cuối cùng đó là kết quả của cái 3 kỳ kia. Ok, bắt đầu các bạn quan sát. Đưa lên này, đúng không? Mở vợt này, tách tay này, tiếp banh này, mở vợt, tách tay này. Hơi lùi chút xíu thì chúng ta bắt đầu form sẵn rồi, đúng không? Rất đơn giản. Đưa lên, tách tay này, tiếp banh này, xoay vai, đưa lên này, tách tay này, xoay vai, đưa lên, tách tay này, xoay vai, đưa lên, tách tay này, tách tay này, tiếp vai này, đưa lên, tách tay này, tiếp vai này, đưa lên, tách tay này. Trước khi xem xong cái clip của VNTA Academy, nhớ follow và đặc biệt thả tim và comment những câu hỏi thắc mắc. Tôi sẽ là người hỗ trợ cho quý vị và các bạn.